Thạch Hãn, dòng sông linh thiêng đầy máu và hoa trong mùa hè đỏ lửa. Đây là con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Trị. Con sông cùng với thành cổ Quảng Trị đã làm nên một trang sử huyền thoại trong cuộc chiến 81 ngày đêm oanh liệt. Và phía sau lưng lên chính là đài tưởng niệm của trung đội Mai Quốc Ca. Tượng đài với 20 giọt máu, hình 20 trái tim màu hồng để tưởng niệm cho 20 chiến sĩ của trung đội huyền thoại Mai Quốc Ca. Tượng đài nằm ở mép sông ở phía bắc sông Thạch Hãn, cũng chính là nơi an táng của 19 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Và ở đôi bờ sông Thạch Hãn sẽ có nhà hành lễ và bến thả hoa. Lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn đã trở thành một nét văn hóa tâm linh độc đáo của mảnh đất thành cổ Quảng Trị. Đò xuôi Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ, đại sông còn đó bằng tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vụ yên bờ bại mãi ngàn năm.